Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Sanfascom và lại là Nhàn đây. Và ngày hôm nay Nhàn sẽ có một món quà đặc biệt dành tặng cho các bạn. Đây. Và món quà của Nhàn dành cho các bạn ngày hôm nay đây chính là món quà đó và nó nằm bên trong này. Đây chính là món quà và cũng là điều mà Nhàn muốn nói đến ngày hôm nay, chiếc bút S Pen của Samsung. Và ngày hôm nay thì Nhàn sẽ giới thiệu cho các bạn biết một số tính năng nổi trội trên chiếc bút S Pen này. Và Nhàn tin chắc một điều là nó sẽ hữu dụng với tất cả các bạn. Và các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Hãy cùng khám phá cùng với Nhàn xem là những tính năng này là gì các bạn nhé. Và tính năng đầu tiên ngày hôm nay mà mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn đó chính là chuyển chữ viết tay thành văn bản. Và nói thật với các bạn là với một số người có chữ viết xấu giống như mình á thì đây thật sự là một tính năng cực kỳ hữu dụng. Và để biết là chúng ta có thể kích hoạt tính năng này như thế nào thì bây giờ mời các bạn xem phần hướng dẫn sau đây của mình các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà chúng ta có thể chuyển chữ viết tay thành văn bản. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy cái bút S Pen ở trong chiếc điện thoại của mình ra. Và sau khi lấy xong thì nó sẽ hiện ra cho các bạn những cái tùy chọn ở trên phần bút S Pen. Các bạn có thể ấn vào xem tất cả ghi chú mà chúng ta đã có sẵn trong phần Samsung Note, hoặc là chúng ta có thể tạo ghi chú ngay trên màn hình chính của mình. Các bạn có thể ghi bất cứ văn bản gì ở đây cũng được. Ở đây mình sẽ ghi chữ văn bản như thế này. Rồi, và sau đó chúng ta sẽ ấn lưu. Và sau khi ấn lưu xong thì cái phần văn bản chúng ta đã được ghi sẽ được chuyển vào Samsung Note. Hoặc là các bạn có thể kích hoạt nhanh, chúng ta ấn xem tất cả ghi chú ở đây. Và sau đó điện thoại sẽ chuyển vào phần Samsung Note nhanh cho chúng ta. Các bạn ở đây các bạn có thể tìm thấy những cái văn bản chữ viết tay mà lúc nãy mình đã tạo, và mình có thể chuyển thành chữ viết văn bản. Ở đây mình sẽ chọn một văn bản bất kỳ, một văn bản chữ viết tay bất kỳ. Đây, mình sẽ lấy cái phần này nhé. Chúng ta có thể chuyển đổi màu sắc của chữ viết tay của mình. Các bạn làm bằng cách chúng ta chọn những cái chữ viết mà chúng ta muốn đổi màu. Thì là chữ này. Rồi, và bây giờ mình sẽ chọn màu tùy thích. Chúng ta ấn vào đổi kiểu. Chúng ta có thể chọn màu xanh, màu tím, hoặc là màu đen, hoặc là màu xanh dương. Đấy, tùy thích, bất cứ màu nào cũng được. Và sau khi đã chọn màu tùy thích xong, thấy ưng ý rồi, ấn hoàn tất. Và chúng ta đã có một màu mới. Và các bạn sau khi đã chọn đầy đủ màu xong cũng như là chọn kiểu chữ xong, bây giờ chúng ta sẽ chuyển thành chữ viết văn bản. Chúng ta sẽ ấn vào ký tự hình chữ T có ô vuông mà hình ngoật ngoật như thế này, ấn vào. Và máy sẽ hiện ra cho các bạn hai tùy chọn, một là các bạn có thể sao chép, hai là các bạn có thể chuyển đổi. Nếu mà các bạn thấy ok, chúng ta đã hoàn thành xong rồi, chúng ta bây giờ chúng ta nên chuyển đổi thì ấn vào. Sau khi các bạn chuyển đổi xong, các bạn sẽ mất đi bản chữ viết tay khi nãy. Và bây giờ các bạn đã có một cái văn bản chữ bằng chữ viết văn bản. Sau khi các bạn chọn xong thì các bạn vẫn còn có thể đổi màu được nữa bằng cách ấn đè vào cái văn bản và đã chuyển. Sau đó chúng ta ấn vào từng chữ một để mà chúng ta chuyển. Sau đó chúng ta sẽ chọn màu mà chúng ta thích. Ở đây mình sẽ chọn một xanh lá nè. Ok. Rồi, và như vậy là chúng ta đã có một chữ viết văn bản với 3 màu, 4 màu khác nhau. Bây giờ các bạn muốn gửi đi cho người khác thì trước khi gửi thì các bạn phải lưu. Các bạn phải chuyển nó thành một dạng file. Các bạn sẽ ấn vào nút góc trên bên phải màn hình và sau đó sẽ chuyển thành file. Có 5 tùy chọn file khác nhau, có thể là file Samsung Note, file Word và file PDF, file văn bản và file ảnh. Và đây thì mình sẽ chọn file ảnh đi. Và sau khi ấn vào file ảnh xong, các bạn có thể chuyển ngay đi đến nơi khác bằng những cái lựa chọn khác nhau, có thể là gửi bằng Bluetooth, có thể gửi bằng Facebook, hoặc là có thể gửi bằng Wi-Fi Direct tùy thích. Và tính năng tiếp theo đó chính là vẽ AR, và cái tên đã nói lên tất cả rồi đúng không nào? Chúng ta có thể tạo nên những hình ảnh thực tế ảo trên hình ảnh hoặc là trên video clip của mình. Và bây giờ để biết là chúng ta có thể kích hoạt tính năng này như thế nào thì bây giờ mời xem tiếp phần tiếp sau đây. Và để kích hoạt nhanh thì các bạn sẽ ấn vào cái nút cái phần ký hiệu của nút S Pen nằm ở bên cạnh phải màn hình. Chúng ta ấn vào đây, sau đó chúng ta sẽ chọn phần vẽ AR. Và khi mà chúng ta chọn phần này xong thì nó sẽ chuyển đến phần camera cùng với các phần tùy chọn, các bút và cũng như là các phần màu sắc. Ở đây thì nó sẽ có hai mặt cho các bạn, nó sẽ có hai lựa chọn các bạn. Một là các bạn chọn vẽ trên mặt, hai là các bạn sẽ chọn vẽ trên mọi nơi. Nếu như các bạn chọn vẽ mọi nơi thì đây, nó sẽ hiện ra một cái khung cảnh xung quanh như thế này. Và các bạn có thể chọn những cái chiếc bút mà mình thích, những cái màu sắc cũng như là những cái màu sắc mà mình thích. Ở đây thì mình thích màu mà nó hơi hồng, màu nó hơi cao một tí. Sau đó bây giờ mình có thể vẽ lên. Khả năng hội họa của mình hơi bị kém chút xíu, anh em xem thông cảm nhé. Ok, và bây giờ mình đã vẽ xong. Và khi mà các bạn vẽ xong, bây giờ các bạn dịch chuyển đến nơi khác thì cái bức
cái phần mà các bạn vừa vẽ nó sẽ không còn. Đây. Nhưng mà các bạn khi mà các bạn ly camera về vị trí cũ thì nó sẽ hiện ra. Và với phần vẽ trên mặt thì cũng như vậy, các bạn cũng có thể tùy chọn những cây bút khác nhau. Ở đây mình sẽ lấy cây bút này nha. Và với màu hồng đi. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ lên mặt mình. Và sau khi vẽ xong thì các bạn có thể lưu lại. Nhưng mà có một điều lưu ý nhỏ ở điểm này, đó chính là các bạn chỉ được vẽ trong khu vực mà hình ảnh cho phép. Trong khu vực mà điện thoại cho phép, tức là nó sẽ có một cái lằn khung hình vuông như thế này. Các bạn chỉ được vẽ trong khu vực này, các bạn không vẽ được ra bên ngoài. Đây mình sẽ thử vẽ. Đấy, không vẽ được ra bên ngoài nha. Nhưng mà khi mà vẽ vào trong mặt vẫn được. Rồi. Và khi mà vẽ xong, các bạn thấy thích với phần hội họa của mình xong thì các bạn sẽ ấn quay. Các bạn sẽ có 1 phút để lưu lại cái phần tác phẩm này. Chỉ có 1 phút thôi, nhưng mà mình nghĩ với 1 phút này thì chắc cũng là khá là thú vị rồi đó. Ok. Và khi mà các bạn quay xong thì các bạn ấn lưu là điện thoại nó sẽ lưu lại và nó sẽ nằm trong phần bộ sưu tập ở trên máy ảnh của bạn. Và các bạn có thể phát, hoặc là các bạn có thể lưu, hoặc là các bạn có thể chia sẻ đến bất cứ nơi nào tự thích. Và tính năng tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn đó chính là làm video clip. Và với tính năng này thì chúng ta có thể sử dụng sau đây. Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ vào bộ sưu tập trên điện thoại của mình để chọn video, hoặc là các bạn có thể chọn những hình ảnh mà các bạn có thể và các bạn muốn chuyển thành video clip. Với mình thì mình sẽ chọn với video này nhé. Và sau khi các bạn chọn video xong, chúng ta sẽ ấn vào nút biểu tượng của S Pen nằm bên cạnh phải màn hình. Sau đó chúng ta chọn Smart Select, chúng ta chọn phần GIF. Và khi các bạn chọn phần GIF xong thì các bạn thì nó sẽ hiện ra cho bạn một hình vuông. Và với hình vuông này các bạn có thể tùy chỉnh theo kích cỡ mà các bạn muốn ghi. Và sau khi các bạn đã tùy chỉnh xong thì các bạn hãy ấn ghi. Và sau khi ấn ghi xong thì máy sẽ tự động ghi hình và sau đó sẽ chuyển thành video GIF cho bạn. Sau khi ghi hình xong các bạn hãy ấn dừng. Ấn dừng xong thì nó sẽ hiện ra cho các bạn ba tùy chọn. Một là các bạn có thể chỉnh sửa lên hẳn video này luôn. Hai là các bạn có thể chia sẻ ngay đến người thân của mình. Ba là các bạn có thể lưu lại. Và khi các bạn lưu lại thì hình ảnh GIF này sẽ được lưu vào trong bộ sưu tập, sẽ nằm ở mục trên cùng và các bạn có thể truy cập vào đây để xem lại. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết được thêm một tính năng vô cùng thú vị nữa với chiếc bút S Pen, đó chính là chúng ta có thể vẽ ngay lên trên lịch. Và như mình thấy thì các bạn hay vẽ lên trên lịch để bàn của mình những thông tin mà mình cần lưu ý ở trong ngày, trong tháng hoặc là trong năm. Vậy thì ngày hôm nay với chiếc bút S Pen này và cũng như là với Samsung Note 10 thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thử tính năng này xem có gì đặc biệt các bạn nhé. Và để kích hoạt nhanh thì các bạn sẽ vào phần biểu tượng như thế này. Sau đó các bạn chọn phần vẽ lên trên lịch, viết vào lịch. Với phần viết vào lịch này thì đó, khi mà các bạn ấn vào thì ở phía dưới cùng màn hình nó sẽ hiện ra cho các bạn một số tùy chọn. Đầu tiên đó chính là với phần bút thì các bạn có thể được quyền lựa chọn những cỡ bút mà mình thích. Với mình ngày hôm nay thì mình sẽ chọn bút này đi, bút bi đi. Rồi và bên cạnh đó thì mình cũng sẽ được chọn những kiểu màu mà mình thích, ví dụ như là màu vàng, màu đỏ hoặc là màu xanh. Ngày hôm nay mình sẽ chọn màu xanh. Và sau khi chọn xong các bạn sẽ ấn tắt. Và bây giờ các bạn có thể ghi và note những thông tin cần thiết, cần nhớ trong ngày lên ngay trên phần lịch này. Ví dụ như là mình đánh dấu vào ngày hôm nay, mình sẽ ghi vào là đi chơi. Và sau đó ấn lưu. Nếu như các bạn muốn làm tiếp thì các bạn có thể ấn vào phần chiếc bút và mình vẽ tiếp, mình có thể khoanh tròn. Bên cạnh đó thì mình cũng như là mình có thể tùy chỉnh nhiều cỡ bút khác nhau trong cùng một thao tác. Ví dụ là bút dạ quang như thế này. Đây. Và sau đó mình sẽ tô đậm cái phần ngày ngày lên. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một tính năng nữa, đó chính là mình có thể thêm ứng dụng nhanh vào phần bút S Pen. Đó chính là các bạn có thể kích hoạt như thế này, bút S Pen như thế này. Và các bạn sẽ thêm phím tắt. Với phần này thì các bạn ấn vào thì nó sẽ hiện ra cho các bạn những cái ứng dụng mà các bạn có thể thêm vào. Ở đây mình có thể thêm vào Samsung Note, tin nhắn. Và các bạn lưu ý là mình chỉ được thêm không quá 10 mục thôi. Và nếu như các bạn thêm quá 10 mục thì các bạn muốn thêm những mục khác, các bạn phải xóa đi những mục cũ để thêm vào những mục mới, ví dụ là cài đặt. Đây, và bây giờ mình đã thêm đủ 10 mục. Và sau khi các bạn thêm xong, các bạn sẽ ấn quay trở lại. Đó, và bây giờ nếu mà như mà các bạn muốn kích hoạt nhanh ứng dụng của mình thì bây giờ thay vì những bước thông thường thì các bạn phải tìm nó trong menu, thì ngày hôm nay các bạn sẽ tìm nó trong phần ký tự của S Pen như thế này. Đây, Samsung Note, ấn vào là nó sẽ hiện lên ngay lập tức, mình không cần phải đi tìm nữa. Ok, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biết được thêm một mục nữa để mà chúng ta có thể bôi đen những cái mục mà chúng ta cần lưu ý lại ở trên web. Các bạn chỉ cần đè lên cái chữ mà chúng ta cần bôi đen nó trên
trên web như thế này, và sau đó chúng ta kéo đi. Như vậy là xong. Và sau khi mà các bạn đã bolding xong thì các bạn có thể sao chép nó lại về phần note mà mình vừa đọc lúc nãy để mình tạo thành một cái note mới. Và tính năng tiếp theo đó chính là thao tác không chạm với màn hình của bút S Pen. Và nói thật với các bạn là từ trước đến giờ thì chiếc bút S Pen đã trở thành một cây đũa thần với lại những người sử dụng nó. Và ngày hôm nay thì với cái phần cảm biến 60 trên bút S Pen thì đây thật sự là một bút đũa thần được nâng cấp hơn nữa. Và để biết là chúng ta có thể sử dụng tính năng này như thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn sẽ vào phần cài đặt, sau đó các bạn sẽ chọn phần tính năng nâng cao. Với phần tính năng này thì các bạn có thể kiểm tra được là trên chiếc điện thoại của mình những cái ứng dụng nào được hỗ trợ thao tác không chạm với bút S Pen. Các bạn sẽ ấn vào phần S Pen, sau đó các bạn chọn phần thao tác không chạm. Ở đây sẽ nó hiện ra cho các bạn rất nhiều những danh sách. Đầu tiên thì các bạn có thể đến với mục đầu tiên là nhấn giữ nút của bút. Và nhấn giữ nút của bút đó chính là một cái phần rất là thú vị, đó chính là các bạn sẽ kích hoạt nhanh cái ứng dụng trên điện thoại của bạn mà các bạn không cần phải lần tìm nó trong menu giống như những phương pháp bình thường. Ở đây mình sẽ chọn phần danh bạ đi. Vâng. Và bây giờ đây là màn hình chính, bây giờ mình sẽ kích hoạt nhanh phần danh bạ. Đó, và bây giờ nó đã hiện lên danh bạ nhanh trong chớp mắt. Phần tiếp theo đó chính là hành động của ứng dụng. Ở đây nó sẽ hiện ra những cái ứng dụng, những cái app hỗ trợ với phần thao tác nhanh trên bút S Pen. Đầu tiên đó chính là máy ảnh, bộ sưu tập Samsung Note, AR emoji, đồng hồ và vẽ tay AR. Đây chính là những mục để mà hỗ trợ với lại bút S Pen về phần thao tác không chạm. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến máy ảnh. Với máy ảnh thì mình có thể thao tác giống như một chiếc đũa thần bằng cách là mình có thể chuyển chế độ chụp. Các bạn có thể quên như thế này. Các bạn sẽ ấn và giữ nút của bút S Pen và sau đó các bạn lưu bên trái hoặc lưu bên phải là để chuyển chế độ máy ảnh. Còn nếu như các bạn phải lên hoặc là phải xuống là để chuyển giữa camera trước và camera sau. Còn nếu như các bạn xoay nó như thế này, ấn giữ và xoay như thế này là để thu to và thu nhỏ. Đó. Và nếu như các bạn ấn một cái là chụp, còn ấn giữ là chụp liên tục. Đó là thao tác không chạm với máy ảnh. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bộ sưu tập. Với bộ sưu tập thì nó phần thao tác không chạm thì các bạn sẽ như thế này. Để kiểm tra xem là chúng ta sẽ làm gì với thao tác không chạm thì các bạn sẽ giữ khoảng cách giữa bút S Pen với màn hình. Nó sẽ hiện ra một cái danh sách, một cái mục như thế này, và các bạn sẽ biết được là mình phải làm gì. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem. Đây, rất là thú vị, rất là hay. Thật sự đúng là một chiếc đũa thần với đại bút S Pen và trên Samsung Note. Khi mà phải lên thì chúng ta sẽ đến với phần chi tiết, đó chính là những thông số, ví dụ là kích thước của ảnh, ngày mà mình chụp ảnh, độ phân giải của ảnh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến ứng dụng thứ tư, đó chính là vẽ AR. Và để kích hoạt vẽ AR thì bây giờ mình sẽ vào phần vẽ AR trên ký tự của đũa S Pen. Và mình nghĩ phần này thì ở đây thì tính năng nó cũng hơi hạn chế một chút xíu, đó chính là nó chỉ dừng lại ở việc là mình chỉ phải để mà mình tìm cái vị trí camera thích hợp để mà mình vẽ. Còn nếu như mà các bạn muốn biết là mình phải làm gì thì các bạn có thể ấn vào phần ký tự của nút S Pen đang sáng màu xanh như thế này và nó sẽ hiện ra một số danh mục cho các bạn. Ok. Và bây giờ nó chỉ giới hạn ở việc là mình chỉ được chuyển đổi camera để mà mình chọn vị trí mình vẽ thôi. Rất là hạn chế. Và mình hy vọng là trong những bản tiếp theo thì Samsung có thể sẽ nâng cấp thêm những cái tính năng khác nữa để bút S Pen nó trở nên phong phú hơn và cũng như là sẽ giúp ích được nhiều cho người sử dụng hơn. Phần thao tác không chạm với bút S Pen thì chúng ta sẽ có một số lưu ý nhỏ nhỏ sau đây. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biết chúng ta có thể tùy chỉnh những cái lệnh với lại thao tác không chạm trên bút S Pen. Và để tùy chỉnh nhanh thì các bạn sẽ vào phần cài đặt, chúng ta chọn phần tính năng nâng cao, chúng ta chọn phần S Pen và sau đó chúng ta chọn phần thao tác không chạm. Với phần thao tác không chạm này thì các bạn có thể tùy chỉnh những cái lệnh ở trên bút S Pen của mình. Các bạn sẽ ở đây nó có phần chụp ảnh, nó sẽ phần hiện phần màu xanh, tức là các bạn có thể tùy chỉnh được. Các bạn sẽ chọn phần là nhấp một lần là mình không làm gì hoặc là mình chụp ảnh. Ok. Và phần với phần media thì các bạn có thể nhấp một lần là để phát bài trước hoặc là để phát bài kế tiếp, tăng giảm âm lượng hoặc là không làm gì hết, hoặc là nhấp hai lần vẫn như vậy. Chúng ta có thể tùy chỉnh là phát bài trước, phát hoặc là tạm dừng, tăng giảm âm lượng hoặc là không làm gì. Các bạn cũng có thể, nếu như mà các bạn không thích với phần media này, các bạn có thể tắt cũng được thì máy sẽ
Với những cái thao tác của media thì máy sẽ không đều, không hiển thị. Với phần cử chỉ, thao tác không chạm thì các bạn có thể, nếu mà phẩy lên thì các bạn có thể chọn là chúng ta phát bài trước hoặc là phát bài kế tiếp, hoặc là không làm gì. Nói chung là tất cả những cái tùy chỉnh, những cái hành động ở đây các bạn đều có thể sử dụng và cũng như là đều có thể chọn lựa ở trong phần thao tác không chạm với lại expand. Ok, và bây giờ mình sẽ đưa ra một số ví dụ cho các bạn để thấy rõ hơn cái việc này. Đó chính là chúng ta sẽ vào phần máy ảnh. Và khi vào phần máy ảnh thì cái phần ký tự của bộ expand nó sẽ hiện lên màu xanh như thế này. Tức là cái phần ứng dụng này trên điện thoại của các bạn đã được hỗ trợ với thao tác không chạm trên bút expand. Còn nếu như mà nó hiện màu xám như thế này, mình lấy ví dụ đây, màu xám hoặc màu đen như thế này, thì ứng dụng này không được hỗ trợ với thao tác không chạm trên bút expand, các bạn phải cài đặt. Chúng ta sẽ vào lại phần máy ảnh. Và nó hiện lên màu xanh như thế này, các bạn có thể là giữ khoảng cách giữa bút expand với lại màn hình để thấy những cái tùy chỉnh thao tác không chạm. Đây, và sau khi ấn vào phần màu xanh như thế này thì các bạn có thể tùy chỉnh những cái thao tác mà mình muốn. Ví dụ như là chuyển máy ảnh thì chúng ta sẽ xoay vòng hoặc là thu to phóng nhỏ. Ok, còn phải lên thì là mình sẽ chuyển vào phần là chuyển ảnh. Ok, và cũng có một thêm một tính năng khá là thú vị nữa dành cho những bạn nào chúng ta thường xuyên xem phim online, thì chúng ta có thể thao tác không chạm với lại bút S Pen. Rồi giờ mình sẽ lấy ví dụ một bộ phim để mô phỏng cho các bạn. Đây, chúng ta sẽ ấn vào bộ phim này. Đây, và khi mà màn hình phim hiện lên thì chúng ta sẽ có những tùy chọn sau đây. Đầu tiên là các bạn sẽ ấn và giữ nút S Pen lia sang trái hoặc là lia sang phải là để chúng ta sẽ tua nhanh hoặc là quay trở về đoạn phim lúc ban nãy. Nhưng mà có một lưu ý là các bạn không có phải lên hoặc là phải xuống để mà tăng hoặc là giảm âm lượng giống như trên media được. Đây mình nghĩ cũng là một hạn chế, và hy vọng là trong những bản cập nhật sắp tới cũng là những bản nâng cấp sắp tới, Samsung có thể trang bị cũng như là nâng cấp thêm cái phần này để hỗ trợ thêm cho những bạn nào mà chúng ta thường xuyên xem phim online giống như mình. Còn ở trên YouTube thì bút S Pen nó sẽ nhận diện là chúng ta đang được mô phỏng những cái thao tác giống như là trên media ở trên phần mà chúng ta xem video clip trong điện thoại. Chúng ta có thể phát hoặc là tạm dừng, phát hoặc bài kế tiếp, tăng hoặc là giảm âm lượng. Mình cũng có thể tùy chỉnh ở trong cái thư mục này. Với video clip này thì mình sẽ có thể làm những thao tác sau đây. Bạn ứng và giữ để tăng âm lượng, tua, giảm âm lượng. Okay. Nhưng mà có một cái điều khá là hạn chế ở trên thao tác của S Pen với phần YouTube này, đó chính là khi mà các bạn tua sang video mới thì các bạn không thể thao tác được nữa. Đây, cái phần ký tự của nút S Pen nó lại chuyển về màu xám, tức là chúng ta không thể nào thao tác được nữa. Đây mình nghĩ là một hạn chế của lại trong cái phần thao tác với lại bút S Pen mà Samsung đã trang bị cho chiếc điện thoại này, và hy vọng là trong phiên bản nâng cấp tới thì họ có thể khắc phục được vấn đề này. Còn nếu mà các bạn tua lại, các bạn không thể tua lại, cách khắc phục duy nhất đó chính là các bạn chỉ có thể thoát ra và vào trở lại. Và đó là những gì mà chúng ta có trong video clip ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy như thế nào? Nếu như các bạn còn biết thêm những mẹo gì nữa về chiếc bút S Pen này thì đừng quên để lại cho mình thông qua phần bình luận ở bên dưới. Và nếu cảm thấy thích video này thì đừng quên để một like, một share và một subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của Savascom. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé.